Phần trước, tổng quan lăng kính hiển vi giúp chúng ta biết hai nhóm tạo lam và tạo mắt có tác động tiêu cực đến hủy vực khi chúng tăng sinh mạnh. Tiếp nối chuỗi lăng kính hiển vi, Bình Minh mời các bạn cùng khám phá thêm ngành tạo giáp, nhóm tạo gây hiện tượng thủy triều đỏ ở biển. Ngành tạo giáp Dinophyta hay tảo hay roi có trên 550 giống gồm 4.000 loài. Tạo giáp phân bố ở biển nhiều hơn ở nước ngọt, chỉ có khoảng 220 loài tạo giáp ở nước ngọt. Trong các thủy vực ao, đầm, hồ, tạo giáp ít khi phát triển với số lượng cao. Một vài loài có thể sống đáy hoặc sống cộng sinh. Tảo có màu lục, vàng, nâu nhạt, nâu đỏ. Phần lớn tảo hay roi là tảo đơn bào có roi, một số ít dạng tập đoàn và dạng sợi. Tảo có thể chuyển động nhờ vào roi, chỉ một số ít sống bất động, một roi ở phần đỉnh và một roi ở phần bụng. Tảo có hình cầu, bầu dục hoặc hình mỏ neo. Cấu tạo vỏ gồm hai dạng, vỏ giáp cắt dọc và vỏ giáp cắt ngang. Vào mùa ấm áp, mùa thu, tảo giáp sinh sản mạnh. Khi phát triển, tảo hai roi trần Gymnodinium tạo hoa nước có màu xanh sẫm. Tảo hai roi gốc Cerium tạo hoa nước có màu đỏ. Đặc biệt, tảo hai roi trong lớp Dinophyce phân bố cửa sông, vùng bờ biển. Khi nở hoa gây hiện tượng sức triều, thủy triều đỏ, có màu đỏ, nâu, vàng đục. Một số loài tảo giáp ở biển sản sinh ra độc tố vào môi trường, gây chết cá, hủy sinh vật khác và gây ngộ độc cho con người do tích tụ ở cá, cua, hay mảnh vỏ. Chẳng hạn như độc tố diuretic shellfish poisoning, nhuyễn thể ăn phải tảo độc. Tảo độc tiết ra độc tố ochadic acid, được cho là độc tố gây ra tiêu chảy. Paralytic shellfish poisoning, độc tố gây liệt cơ, là loại độc tố nguy hiểm có trong các loài nhuyễn thể hoặc giáp xác sinh trưởng trong điều kiện môi trường có tảo độc. Triệu chứng bao gồm cảm giác tê, nhức đầu, chóng mặt và buồn nôn. Trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến tử vong do suy hô hấp. Độc tố này không hề bị tiêu hủy ngay cả sau khi đã nấu chín. Neurotoxin shellfish poisoning, độc tố thần kinh thường liên quan đến việc ăn nhuyễn thể hai mảnh vỏ, sò và hào, và động vật chân bụng, các loài ốc biển. Độc tố này được đặc trưng bởi các triệu chứng tiêu hóa bao gồm tiêu hóa và nôn mửa. Các triệu chứng thần kinh bao gồm ngứa ran và tê môi, lưỡi và cổ họng, đau nhức cơ và chóng mặt. CQA fish poisoning là loại độc tố gây độc phổ biến nhất. CQA toxin có nguồn gốc từ tảo biển và được chuyển qua lưới thức ăn và tích tụ trong thịt của cá sống và các rạn san hô. Tảo giáp trong ao nuôi tôm phát triển sẽ tạo ra rất nhiều tác hại. Tiết ra độc tố gây độc cho tôm, tắc nghẽn đường ruột, ruột đứt khúc, gây tắc nghẽn mang tôm, cạnh tranh làm các loài tảo có lợi trong ao không phát triển hoặc bị triệt tiêu. Khi xuất hiện tảo giáp trong ao nuôi tôm với mật độ cao, thường dẫn đến tôm nổi đầu về đêm và lúc sáng sớm do thiếu oxy trong nước. Khi nắng gắt, tảo giáp sẽ nổi lên mặt nước và khi trời mát chúng chìm xuống. Nước ao sẽ xuất hiện hiện tượng phát sáng về đêm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập tính sống của tôm nuôi. Trong các mô hình nuôi trồng thủy sản, bên cạnh các loài tảo có lợi, sự phát triển quá mức các loài tảo giáp sẽ ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến động vật thủy sản. Các loài tảo này sẽ tiết ra độc tố làm ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước, gây ảnh hưởng đến hệ thống gan tụy và hệ tiêu hóa, làm suy giảm miễn dịch, làm vật nuôi mẫn cảm với các tác nhân gây bệnh khác. Vì vậy, cần có các biện pháp xử lý và hạn chế tác động của tảo độc. Quản lý tốt việc cho ăn nhằm kiểm soát lượng thức ăn thừa trong ao. Chỉ tiêu nước đạt yêu cầu, không lấy nước cấp trực tiếp từ những nguồn nước nở hoa hoặc gần đó. Nguồn nước khi cấp vào ao phải được qua xử lý trong ao lắng kỹ, sau đó mới được cấp vào ao nuôi. Ngoài các nhóm thực vật phù du có tác động đến môi trường và ngành nuôi trồng thủy sản, thì nhóm động vật thủy sinh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong thủy vực. Mời bà con cùng theo dõi tập tiếp theo của phóng sự Lăng kính hiển vi của Bình Minh. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900 866 636.
Xin cảm ơn bà con.